Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Tiếp tục với bộ truyện Dũng Giả X Nữ Ma Vương chap 44. Chuyện được mình tự dịch có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm nhé. Trước khi vào video có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có động lực làm video hơn nhé. Cảm ơn, mãi yêu. Hiệp hội thẻ bài, lúc này Elip đang ngồi tu luyện. Chắc đang định luyện trở thành thần bài đây mà, he he. Một lúc sau, Elip khống chế những lá bài bay xuống, sắp xếp chúng ngay ngắn lại trong bộ bài, giơ tay lấy ly nước được pha từ lá trà của Lạc Bình. Mới tu luyện xíu mà thăng cấp từ ma linh 5 sao thành đại ma linh 1 sao luôn. Phù, thiền định và khám phá sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần. May mắn thay, trà lúa mạch thần kỳ có thể giúp mình nhanh chóng xoa dịu suy nghĩ và giúp mình không bị lạc vào vũ trụ rộng lớn của poker. Cả hai đều hài hòa và hiệu quả rất đáng chú ý, cho phép ta, với trình độ tầm thường, có thể đột phá thành đại ma linh trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc này bên ngoài có ai đó mở cửa đi vào. Thì ra là chú Boss, ông vác cái túi vải đựng gì đó. Elip, cha đã về rồi đây. À, cha, cuối cùng cha cũng đã trở lại rồi. Hiệp hội kiếm thánh xảy ra chuyện gì vậy cha? Cha không bị thương sao? Nguy cơ xâm lược của Hắc hội đã được giải quyết, nhưng vấn đề nội bộ của hội kiếm thánh vào lúc này nghiêm trọng rất nhiều hơn cha tưởng tượng. Lần này cha không gặp được kiếm chủ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu không có sự công nhận của hội kiếm thánh, chúng ta không thể phát triển lĩnh vực này và chiêu mộ thành viên để thúc đẩy hiệp hội thẻ bài của Lạc Bình tiên sinh. Mặc dù cha không thể gặp được kiếm chủ, nhưng cha đã giúp họ đánh bại hội bóng tối và cha còn đạt được điều bất ngờ. Ông chú Boss đổ ra vô số cái vòng năng lượng sức mạnh đã lấy được của những tên tông đồ mà tông tiêu diệt. Đắc ghia của sứ đồ vĩ đại có rất nhiều, nhưng con đã là một đại ma linh nên con có thể thanh tẩy tất cả chúng trong một ngày. Nhưng đây có phải là những điều may mắn mà cha đã đề cập không? Cha, hội hắc ám đã huy động quy mô lớn đến mức nào để tấn công hội kiếm thánh? Không, đây là phần thưởng bất ngờ. Hội kiếm thánh đã trao cho chúng ta tư cách trực tiếp vào vòng chung kết cuộc thi bang hội. Elip cầm lấy tờ giấy xem. Cuộc thi bang hội, chỉ cần Elip con tham gia và giành chiến thắng trong cuộc thi thì hội thẻ bài của chúng ta cũng sẽ được công nhận. Nhưng con cũng không giỏi, trước kia người tham gia đều là thiên tài của các công hội, thực lực ít nhất cũng phải cấp ma tướng, nhưng con vừa mới thăng cấp đại ma linh, con sợ không những không có tác dụng quảng cáo mà còn làm mất thể diện của hội thẻ bài, đây là hội kiếm thánh cố tình gây khó dễ cho chúng ta. Ông vỗ vai khích lệ Elip, không sao đâu, hãy tự tin hơn, quyết tâm là điều quan trọng nhất, giờ chúng ta đã khác rồi. Khi đến thời điểm, cha sẽ cho phép con mang theo thẻ bảo khí của Lạc Bình tiên sinh, và sự khác biệt đơn thuần về cấp độ phép thuật này sẽ chẳng là gì cả. Quay trở lại với cuộc thi đấu, Elip đang bị giam trong lam ngân tù lung của tên Chavi. Mặc dù cha ta yêu cầu ta mang theo thẻ bảo khí của Lạc Bình tiên sinh, nhưng với sức mạnh của ta chỉ có thể sử dụng lệnh triệu hồi từ lá 1 tới 6 mà thôi. Những lá còn lại chỉ có thể được thay thế bằng thẻ sao chép, điều này làm giảm sức mạnh của chúng rất nhiều. Tuy nhiên, để thúc đẩy hội thẻ bài của Lạc Bình tiên sinh, ta không thể lùi bước. Quyết tâm là quan trọng nhất. Elip mở túi đựng bộ bài bên thắt lưng ra. Các slash, chia bài, Tết tới nơi rồi, mấy tình yêu đừng có cờ bạc mà để bị bắt nhá. Elip cắt văng hết mấy cái dây leo của tên Chavi luôn. Xong cô bước đi ra khỏi cái lồng, tiến tới chỗ tên Yasuo. Elip đi qua cái đầu của tên Gaola, vãi thật, khứ này chưa chết nữa chứ, ghê thiệt. Tiếp theo là trận đấu solo 1v1 giữa Yasuo và Elip cờ bạc. Đó là một chiến lược tốt để che giấu sức mạnh của ngươi và chỉ hành động khi trận đấu sắp kết thúc, nhưng hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta, nên hãy thừa nhận thất bại đi. Đang nói thì mấy thẻ bài của Elip bay tới, nhưng hắn đã né được. Bang hội chúng ta nợ ngươi một ân huệ, ta không muốn làm tổn thương ngươi, đây là lời cảnh báo cuối cùng của ta. Tên người lùn này nói, đây là loại vũ khí gì? Elip tiếp tục chia bài, S thấy từ một tới ca kìa, như vậy là tới trắng luôn rồi à. Giao poker, mấy thẻ bài phi ra tấn công Yasuo, thế nhưng hắn đã chém bay hết một cách dễ dàng. Tất cả đều là những đòn nhử để đánh lạc hướng ta, mục đích thực sự là để tung ra những chiêu thức khác. Tên Yasuo lao tới trước mặt Elip tung ra nhát chém, xin lỗi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Elip ngạc nhiên, hắn thật sự đã nhìn thấu được sao? Cô vội đưa ánh mắt điều khiển lá bài, một lá lập tức bay tới đặt dưới chân cô. Nó giúp Elip bay lên trên tránh được nhát chém của tên Yasuo. Elip lập tức phản công, phi thẻ bay xuống tấn công Yasuo, tạo ra hàng loạt vụ nổ bên dưới sân đấu. Khứa Yasuo từ trong đám khói bay ra, tay hắn vung kiếm. Thế nhưng Elip cũng đã lui ra, tránh né được đòn tấn công đó. Elip giơ tay kết hợp những lá bài lại tạo thành một vòng tròn. Cô hắc mạnh tay, bọn chúng bay tới trả đòn tên Yasuo. Lập tức mấy cái lá bài kết hợp đó bị Yasuo chém tan rã ra. Thế nhưng bọn chúng lại tự động bay lại với nhau, kết hợp lại thành một vòng tròn quấn lấy thanh kiếm tên Yasuo. Còn dấu khoa thẻ, lập tức thanh kiếm của tên Yasuo không thể cử động được. Những lá bài khác lập tức bay tới tấn công vào hắn. Tên God Goblin ở trên, bình luận, oa oa oa, phương pháp chiến đấu của người chơi hội thẻ bài rất mới lạ, cơ thể của Trinh được bao quanh bởi các lá bài, anh ta nên giải quyết thế nào? Lúc này tên Yasuo bị những lá bài của Elip khống chế lại, năng lượng kiếm đang dần yếu đi, hắn nói, người có tiêu thụ năng lượng kiếm của tôi bằng cách hấp thụ sức mạnh ma thuật không? Năng lượng thanh kiếm được tăng cường, vô nghĩa, nếu một ta phải chiến đấu nghiêm túc, người phải chuẩn bị tinh thần để bị giết. Tất nhiên ta biết rằng việc khóa thẻ không thể giới hạn ngươi trong bao lâu, nhưng cũng đủ để câu giờ, và việc chia thẻ đã hoàn tất, tuyệt vời, ta đã có được quân bài mạnh nhất. Elip đã rút ra được hết những lá mic từ 1 tới K, và cô kết hợp chúng lại, hãy đi ra ngoài đi. Vô số lá bài bay lên, bọn chúng kết hợp lại với nhau.
rồng poker, những lá bài kết hợp lại thành một con rồng. Khán giả trên khán đài ngạc nhiên, ồ, đó là cái gì vậy? Tấn công, phong ấn, và bây giờ lại vẫn có thể triệu hồi. Xứng đáng được ghi lại và nghiên cứu. Thông qua các sự kết hợp khác nhau, các phương pháp chiến đấu khác nhau được hiển thị, những lá bài này được làm bởi kẻ thợ rèn nổi tiếng nào. Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình và theo dõi những bộ truyện khác.